Xin chào chị nha, xin chào tất cả các bạn nhạc viên của chị nha. Hôm nay chúng ta lại đến với một câu khác nữa nha các bạn. Và chữ cụ của chúng ta thì vô cùng đơn giản này. Một cái kia này, que để, một cái cây để chúng ta tách chanh này. Cái chổ chúng ta bỏ các khoáng khác cho nó đều ra. Và khác của chúng ta cùng với chanh, thế là chúng ta đã có được một cái đồ chơi tô màu xanh cát rồi. Và bức tranh của chúng ta hôm nay là hình một cô gái nhá, hình một cô công chúa này các bạn. Bây giờ chị Nga và chúng ta cùng nhau bắt đầu làm bức tranh này các bạn nhé. Đầu tiên thì chị Nga sẽ cắt cái tiền đen của bức tranh này ra nha các bạn.